Phụ nữ có ba việc mà không bao giờ nên ngừng lại, đó chính là học hành, xinh đẹp và kiếm tiền. Bản thân người phụ nữ phải đặt cho mình một cái tiêu chuẩn là ra đường lúc nào cũng phải chỉnh chu, cách làm việc phải quyết đoán như người đàn ông, và luôn luôn phải là cái người tự kiếm tiền và nuôi sống, đừng dựa dẫm vào đàn ông. Không có nghĩa là mình xem thường vai trò của người đàn ông, nhưng khi mà bạn dựa vào người đàn ông không được thì chính người đàn ông đó sẽ dẫm đạp bạn. Có những khi bạn sẽ cảm thấy rằng cuộc sống tình cảm không có được như ý, và bạn hận đời, và bạn chán, và bạn không muốn yêu ai. Bạn cho rằng người đàn ông nó sẽ rất là tệ, người đàn ông sẽ rất kém cỏi, nhưng mà do bản thân bạn tạo cho họ cái sự kém cỏi đó. Ở bên cạnh bạn, họ đã biến trở thành một người đàn ông như vậy. Còn nếu ở bên cạnh một người đàn bà khác, họ có thể không phải trở thành một người đàn ông như thế. Khi mà còn trẻ, khi mà bộ não vẫn còn minh mẫn thì chúng ta phải tích lũy nhiều kiến thức, nghe, học, tự học để cái sự hiểu biết của chính mình nói lên mình là ai. Xinh đẹp thì không có lỗi, nhưng mà sẽ rất có lỗi nếu mà bạn nghĩ rằng bạn xinh đẹp mà không cần có học. Người phụ nữ hiện đại có tình yêu, có đàn ông, nhưng không xem đàn ông là tất cả. Việc gì người đàn ông làm được thì người phụ nữ cũng làm được, đôi khi còn làm tốt hơn người đàn ông. Phụ nữ khôn ngoan là phải học cái cách làm việc cứng rắn, quyết đoán, mạnh mẽ như đàn ông. Người phụ nữ độc lập á, không có nhờ vả, không có ỷ lại, không có trông chờ vào người đàn ông, và không đổ lỗi cho đàn ông nếu người đàn ông nó không làm cho mình. Không ai giúp cho mình mãi, thế nên là mình nên học cái cách tự đứng trên đôi chân của mình. Người kém cỏi sẽ luôn mong chờ cái cảm giác dựa dẫm và mong đợi một cái tia may rủi, một cái sự may mắn, và ngồi chờ đợi giống như người mà chờ sung rộng. Đó là những cái điều mà chúng ta người phụ nữ cần nên xây dựng cho chính mình để mình xứng đáng được hạnh phúc, được bình an và được ổn định trong cái sự lựa chọn tình yêu, và cuộc sống của chính bạn sẽ do bạn quyết định. Người phụ nữ không cần thiết phải biến mình trở thành một cái kiểu mẫu người khác, biến mình thành một cái hình tượng khác nhạt nhòa gượng gạo giống một số người đàn bà khác. Bạn đi một đôi giày cao gót hay là đi một đôi dép lê, bạn vẫn phải là bạn. Bạn có những nét đặc thù riêng, bạn có những vẻ đẹp riêng, và người đàn ông không ngốc đến một cái độ là yêu một người đàn bà xinh đẹp mà cái đầu rỗng tuếch và chuyên làm những cái chuyện không có lợi cho mình. Và người thứ ba ở đây có thể nói rằng bạn đang phí thời gian của mình, phí cái tâm sức của mình vào những cái chuyện không đáng, vào một cái mối quan hệ không có lợi, vào một cái mối quan hệ hoàn toàn là độc hại. Và có thể bạn dày công với nó, nhưng mà cuối cùng cái kết quả bạn vẫn phải là buông tay, rời bỏ nó vì nó không xứng đáng, vì nó không nên tồn tại ở bên cạnh bạn. Các bạn, hôm nay Sống Tình Yêu sẽ cùng đến với các bạn trong một phần tư vấn dành cho người thứ ba. Chị người thứ ba này thì đang ở trên cái tiến trình là muốn rời bỏ người mình yêu. Sau một thời gian, chị ấy đã nghe lời khuyên của tôi và đã thức tỉnh và đã nhận định ra rằng đây là một mối quan hệ hoàn toàn độc hại và không có lợi gì cho chính bản thân chị. Chị sẵn sàng hầu hạ một người đàn ông còn hơn mẹ của mình. Các bạn thấy không? Có nhiều người phụ nữ về yêu một người đàn ông, ngủ với một người đàn ông, gần gũi thể xác với một người đàn ông và xem người đàn ông đó còn hơn mẹ mình. Tức là ở với người đàn ông thì chăm sóc cho người đàn ông nè, nấu ăn bê đến tận nơi nè, còn mẹ mình chưa chắc mình đã làm được điều đó. Thế nên là có những người thuộc cái kiểu dạng người phụ nữ mà dại tình, dại trai, không có kiến thức trong hành xử, đầu tư vào mối quan hệ đó quá nhiều, mang người đàn ông đó về nuôi rồi cưng nựng như là cưng con. Tự nhiên mình biến cái người đàn ông, đáng lẽ người đàn ông đó che chở cho bạn, người đàn ông đó cho bạn những cái trải nghiệm yêu thương, hạnh phúc, thì bạn lại biến người đó trở thành một cái đối tượng để bạn nuôi. Bạn thấy không? Cái cách làm việc như vậy là không hoàn toàn đúng cho những người phụ nữ cần và mong muốn có một giá trị yêu thương thật sự. Bạn muốn người ta yêu thương mình, nhưng bạn lại biến mình thành một cái trạng thái đi nuôi người khác. Bạn phải là cái người chủ nợ để trả nợ cho người đàn ông đó. Bạn luôn luôn phải trở thành một cái gì đó mà theo cái ý của anh ta mong muốn. Ngày xưa khi mới đeo đuổi bạn, anh ta chiều chuộng được vài ngày, sau khi mà bạn đã đổ ngã rồi không biết nói chuyện như thế nào đó, bạn lại gợi ý cho anh ta về nhà bạn ở, anh ta không phải trả tiền nhà thuê, và tự nhiên bạn có một đứa con lớn tuổi, bạn lại phải chăm sóc hàng ngày, bạn phải lo cho anh ta từ cái bàn chải đánh răng, từ cái quần lót
từ những miếng ăn giấc ngủ. Tự nhiên đâu đâu mình khiêng một người đàn ông về nhà để mà biến người đàn ông nó thành con của mình. Trong khi đó bản thân bạn là một người phụ nữ độc thân, có con, mình không chăm con mình được như vậy mà mình lại đi chăm đàn ông như thế. Mà người đàn ông đó lại cứ suốt ngày tra tấn bạn từ tinh thần cho đến thể lực và rất là nhiều cách để bạn cảm thấy buồn. Tức là người đàn ông đó cũng không tin rằng bạn sẽ là cái người vì anh ta. Điều đó làm tổn thương đến người thứ ba. Điều thứ hai nữa là người đàn ông đó lợi dụng tiền của người thứ ba, làm cho người thứ ba cảm thấy bất an trong mối quan hệ không đâu vào đâu. Và người đàn ông khi mà đã về ở nhà người đàn bà đã tự đánh mất cái giá trị của người đàn ông và làm cho người đàn bà cảm thấy như là mình mệt mỏi. Và vẫn có những người đàn bà dại trai đến một mức là khi yêu một người đàn ông á, người đàn ông đó về nhà mình ở rồi nhưng mà người đàn ông đó chỉ cần tốt với họ thôi là họ vẫn say mê, vẫn yêu và không có nghĩ gì về lâu về dài đâu. Tuy nhiên người đàn ông này á, thì ở cái mức là không hiểu điều biết chuyện mà không có thay đổi bản thân mình để có một cuộc sống tốt hơn sau khi ly hôn với vợ, mà cứ lầy ra quen với người ta rồi, ngủ với người ta rồi, ở với người ta rồi thì mình cũng chẳng có cái gì để mất nữa. Mình cứ lầy ra như thế, mình cứ phách như thế và người ta có chịu được thì chịu, không chịu được thì thôi. Cái kiểu dạng đàn ông như vậy á, vợ bỏ đã là một điều đáng thương tồi tệ cho người đàn ông đó rồi, nhưng mà vẫn còn không biết thân biết phận, không có thay đổi và sửa mình để bước đến với một cái cuộc hôn nhân khác, hoặc là đến với một cái mối lương duyên khác, hoặc là đến với một cái vấn đề, hoặc là yêu một cái người tình nhân khác. Ít ra là mình phải rút ra được những cái bài học trong cái sự thất bại ở cái hôn nhân cũ của mình. Với những sự tổn thương trong hôn nhân chưa lành lặn đã lao vào một mối quan hệ với người thứ ba và rồi xoay mòng trong cái việc là ly hôn, rồi bắt đầu nghĩ đến những cái chuyện mà tiếp tục với người thứ ba, thì thấy người thứ ba cũng không phải là cái người mà 100% nghe theo mình. Tức là người đàn ông đã có cái mưu, có những cái tính toán trong cái vấn đề tiền bạc với người phụ nữ có tiền. Thì có một số người thứ ba đang là mẹ đơn thân, độc thân, có khá là nhiều tiền, nhưng mà có những người đàn ông ấy, người ta cũng nhìn vào cái vấn đề tài sản của người đàn bà mà người ta muốn kết thân và muốn thân hơn. Nhưng mà thực tế ra là chồng ấy, thì cũng có thể sử dụng tài sản chung được. Khi mà tài sản chung hợp lại với nhau thì họ có thể làm cái gì cũng được. Còn có những cái vấn đề khi mà họ không là chồng của người đàn bà đó thì họ vay mượn, họ không trả thì có khác gì nhau đâu. Chẳng qua là vướng vào cái tờ giấy kết hôn mà thôi. Bây giờ kết hôn cũng là thâu tóm tài sản, không kết hôn thì mượn tiền không trả thì có khác gì nhau không? Thế nên là có những người đàn bà không có tỉnh, cứ mãi đắm mê mình trong cái dục lạc. Vì người đàn ông đó ngủ với mình, vì người đàn ông đó làm cho mình say mê tình ái, làm cho mình bị quẫn, bị lẫn vì tình dục. Thế nên mà người đàn bà không có nhìn ra được cái điểm trọng tâm trong mối quan hệ này là người đàn ông này đến với mình vì tiền. Còn nếu bạn không có tiền, bạn thất nghiệp hoặc bạn bị bệnh thì chắc chắn là người đàn ông đó sẽ không đến với bạn nữa. Ở đây cho thấy rằng khi mà tôi vẫn có cái sự chiêm nghiệm của mình trong những phần tôi tư vấn và trong suốt cái quá trình mà tôi làm việc, thì tôi thấy rằng ngoài một cái tình yêu cao thượng, chân thật, chân thành và chân chính ra, thì tất cả mọi mối quan hệ ở bên cạnh nhau dù có danh nghĩa là vợ chồng cũng chỉ là tương sinh lợi sinh, vì lợi ích cộng sinh với nhau mà sống. Thực tế bản chất cuộc sống nó là như vậy. Thế nên là chúng ta nhìn rõ vào đó mà biết rằng mình đang sống với cái trạng thái được yêu thương hay là mình đang có lợi, có ích trong cái mối quan hệ đó mà sống. Thế nên là các bạn là những người phụ nữ cần phải hiểu đúng về cái vấn đề của mình. Đừng có sống ảo, đừng có mơ mơ mộng mộng, đừng có dựa dẫm vào đàn ông. Đừng có nghĩ rằng mình bây giờ lớn tuổi rồi, là mẹ đơn thân, có đứa con như vậy, bây giờ mình cô đơn, mình cần phải lấy chồng. Bạn không cần lấy chồng mà bạn có một người tình chung thủy thì có khác gì chồng đâu. Nhưng mà khi kết hôn vào nó vướng về những vấn đề liên quan đến tài sản, liên quan về những cái vấn đề bạn hành xử. Khi mà người ta là bồ bạn á, người ta ở trong nhà bạn, bạn có thể yêu cầu người ta ra khỏi nhà bạn, bạn có thể đuổi người ta ra khỏi nhà. Nhưng khi là chồng, bạn có làm điều đó một cách dễ dàng hay không? Có những người đàn bà cứ tìm cố cho mình một người đàn ông để mà làm gì, không biết là có dựa được hay không. Tôi thấy rằng có nhiều người đàn ông còn dựa vào đàn bà, chứ chưa chắc gì người đàn bà có tìm được cái sự dựa dẫm từ người đàn ông. Do đó người phụ nữ phải có cái nhìn chín chắn. Đừng có vì ham muốn và cái bản thân mình ấy, ham muốn về nhục dục và cô đơn, cần có cái người chém gió nói chuyện với mình và người đàn ông chỉ tán tỉnh mình một chút xíu thôi, mà mình lại không nhận ra là cái người đàn ông này khi mà đã phản bội ngoại tình với một người đàn bà là vợ của họ, một người đã vì họ sống rất nhiều năm,
vì họ mà đã cố gắng giữ chân họ để không có làm cho người đàn ông đó quay lưng rời bước khi mà có một người thứ ba xuất hiện là bạn, mà người đàn ông đó vẫn còn cố tình giãy giụa ra để mà bỏ người đàn bà đó, thì chính bản thân những người thứ ba cũng có khả năng sẽ là người phụ nữ thứ hai giống như vậy. Và có những cái câu chuyện nó ngang trái, nó gần như là một sự quả báo, nó gần như là một bài học thức tỉnh để nhân gian nhìn thấy mà học, để mà tỉnh mà sáng mắt ra. Rất là nhiều người đàn ông đã bỏ vợ nhưng lại không lấy người thứ ba, phá hủy gia đình của mình nhưng không lấy cái người đàn bà mà mình đã đập vỡ gia đình của mình để chạy theo người đàn bà đó. Và cuối cùng hai người đó vẫn không lấy nhau. Một người đàn ông phản bội với một người thứ ba không lấy nhau, vậy thì họ phá vỡ gia đình để làm gì? Vậy thì cái người thứ ba nó xuất hiện làm gì? Các bạn thấy đó, đây có phải là một mối quan hệ nghiệp chướng và rất là ác độc không? Phá vỡ một gia đình rồi mà cái người đàn ông nó không được hạnh phúc hơn mà cũng chẳng lấy được người thứ ba. Mà chính người thứ ba lúc mà yêu ấy thì thấy là người đàn ông này tuyệt vời lắm, làm mọi cách hoặc là thậm chí là đủ mọi cái cách thức để mà nói với người đàn ông này bỏ vợ đi. Đến khi người đàn ông đó làm một cách nào đó đơn phương ly hôn với vợ, hoặc là có những trường hợp người đàn ông bị vợ quyết định bỏ luôn á, thì hai người đó về sống với nhau một thời gian, cũng ăn chung, ở chung một thời gian sau cái bỏ nhau, không lấy nhau. Vì sao? Vì nhìn nhận ra rằng đến với nhau là một sai lầm. Vậy thì cái lúc mà họ yêu nhau, họ có sai lầm không? Lúc mà họ yêu nhau trong cái trạng thái mà bị giằng xé, bị vợ cản, bị mọi người cấm, thì họ lao vào nhau và họ luôn luôn chống đối mọi người. Họ cho rằng mọi người đang cản lối, mọi người đang là cái con kỳ đà cản mũi họ với những cái điều mà họ nghĩ là họ đúng. Nhưng mà đến khi mà họ được tự do thoải mái yêu nhau trong cái trạng thái là không còn vướng mắc về hôn nhân khi mà đã ly hôn rồi đó, thì họ lại không có xem nhau là tất cả nữa. Bởi vì lúc này sao? Họ sống thật. Lúc này là họ sống thật với nhau nè. Còn cái trạng thái người vợ mà cứ giằng co, cứ đẩy đưa mãi, làm cho người đàn ông có cảm giác như là không thỏa mãn, giống như một đứa con mà nó đang yêu một ai đó mà các bạn cấm cản vậy, là đứa con nó sẽ rất là ghét bạn, nó có cái xu hướng là chống đối với bạn, bởi vì bạn không có đứng cùng phía với nó, không hiểu được những tâm tư nguyện vọng của nó. Lúc này chồng của bạn giống hệt như con của bạn vậy đó, nó muốn yêu một đứa con gái khác, bạn không cho nó và nó sẽ chống lại bạn, và nó sẽ bằng mọi cách nó muốn thoát khỏi bạn và nó yêu bằng được cái đứa con gái kia, bởi vì nó đang chạy theo cái nghiệp chướng của nó chạy theo ham muốn của nó, và nó muốn chứng minh cho bạn thấy rằng là nó đúng, bạn sai, và bạn là cái người đáng ghét, còn đối tượng nó yêu là cái người đáng thương. Trong cái tình huống như thế thì rất là nhiều người vợ đã khổ sở, đau đớn. Và người thứ ba thì cứ nghĩ rằng mình xứng đáng, tốt hơn người vợ, chỉ trích người vợ và cho rằng người vợ không biết chăm chồng. Nhưng mà đến khi mà người đàn bà nó quyết định bỏ một cái, thì người đàn ông lại đến chung ở với người thứ ba. Rồi người thứ ba bắt đầu hầu hạ, chăm sóc, nâng niu giống như người vợ, thì bắt đầu làm không nổi. Bởi vì sao? Người thứ ba, thứ nhất là ở trong một cái trạng thái là độc thân lâu ngày rồi, không có quen chăm sóc một người đàn ông thường xuyên, và họ không phải là người vợ. Thế nên là họ có những cái suy nghĩ khác người vợ, và cái sự nhẫn nhịn của họ sẽ không nhiều như người vợ. Cũng như là tình sâu nghĩa nặng thì nó không có, nó chỉ có là hời hợt bốc đồng trong cái dục vọng và dục lạc nhất thời thôi. Thế nên nó chỉ là tôi mang đến cho bà một phần tư vấn dành cho một người thứ ba. Sau khi mà người đàn ông kia đã bỏ vợ, nhưng mà người thứ ba này lại sợ hãi và không thể nào kết hôn với người đàn ông kia được, vì nhìn thấy tất cả mọi thói hư tật xấu, vì nhìn thấy một cái mối quan hệ độc hại còn hơn là vấn đề bản thân họ là người thứ ba nữa. Bây giờ họ không là người thứ ba, nhưng họ đang yêu một người đàn ông đã bỏ vợ, đã ly hôn với những cái tật xấu như vậy, thì họ lại không thể nào tiếp tục để mà phát triển, để mà trở thành vợ, để mà trở thành một người đàn bà giống như người đàn ông kia đã từng ngoại tình với mình. Các bạn thấy đó, mọi sự ngang trái, mọi cái mưu cầu suy nghĩ của một người thứ ba, nó sẽ đúng trong cái trạng thái khi người đó đang cuồng, đang phát cái cơn cuồng. Nhưng mà sau khi mà hết cái sự mà giằng co á, thì tự nhiên là người thứ ba cũng chán, mà người đàn ông kia cũng hết lửa tình với người thứ ba nữa. Bạn thấy không? Có những vấn đề mà mình nhìn ra được cái nghịch của nó mà mình tận dụng. Ví dụ như thế này, có khi mà bạn đang là cái người bình thường, không có tu học, khi mà các bạn không niệm Phật, không tụng kinh thì các bạn không có ngủ được. Nhưng mà khi các bạn cứ tụng kinh, niệm Phật là các bạn ngủ. Vậy thì tại sao các bạn không niệm Phật, tụng kinh để các bạn ngủ? Đúng không? Các bạn hiểu điều tôi nói không? Còn có những khi chồng bạn lao đến với người thứ ba, bạn càng cản thì càng làm cho đối tượng kia hăng. Bạn hãy buông tay để cho cái đối tượng đó nó thỏa mãn. Khi mà nó thỏa mãn xong nó chán thì nó mới buông được. Giống như trường hợp tôi tư vấn cho cái đối tượng
mà bên nước ngoài ấy, thì có một cái chị đã nghe theo phương pháp của tôi và chị đã hình thành và giữ được gia đình của mình với một cái cách hết sức là độc lạ, đó chính là để cho chồng chị đi qua đi lại ngủ với cô kia liên tục, thậm chí người đàn ông đó không đi, người phụ nữ đó cũng giúp người đàn ông đó đi. Tại vì sao? Tại vì người ta hiểu được cái nguyên lý là ăn chưa có đã nư, làm chưa có thỏa mãn được cái tâm lý ham muốn của mình á. Vì người đàn ông đấy trước đây yêu đơn phương cái người đàn bà đó mà không có được thì tâm lý tức tối ở trong lòng, bây giờ cản anh ta thì anh ta càng hăng. Thế nên là người vợ này đẩy anh ta về phía người đàn bà đó và cho anh ta đi ra khỏi nhà ở, và người vợ đã nói rằng ở khi nào chán quay về. Và chỉ cần một tháng sau thôi là họ đã quay về với nhau. Vì sao? Vì nhìn thấy tất cả những cái bộ mặt xấu của nhau, ở với nhau mới chán nhau. Còn khi mà tình mà ngang trái, tình mà còn bị ngăn cản thì họ bản chất là những người khao khát và thèm muốn nhau. Vì họ nghĩ rằng họ sẽ trở thành cái người tốt hơn nếu thực hiện điều đó lại một lần nữa. Chính vì con người ta thường hay mắc phải cái tâm lý là đứng nơi này trông nơi nọ và không có biết trân trọng, không biết ơn vì những gì mình đang có. Thế nên nó hình thành một cái tâm lý vong ơn, bội nghĩa và so sánh, nó là như thế. Khi mà sự cố chấp và sự ngã mạn của con người nó dồn đẩy những cái người sai, người xấu, người ta sẽ hành xử như vậy. Và họ luôn luôn nghĩ rằng họ sẽ thay đổi được những cái điều mà bây giờ họ có cái cơ hội làm lại. Thế nên là những cái cuộc tình cũ, người yêu cũ, cái gì mà cũ cố quay đi quay lại với nhau á, thì nó luôn tạo ra những cái điều như vậy. Khi mà bạn chia tay tình cũ, nó có một cái kỷ niệm đẹp, nhưng mà bạn quay lại với tình cũ đó thì cái kỷ niệm đó nó chết bẹp luôn, nó bị mất luôn, và nó thậm chí nó còn xấu hơn nữa. Khi mà mình chia tay với tình cũ, mình còn lưu luyến, mình nhớ thương, mình xem nó là kỷ niệm, mà mình quay lại sống với kỷ niệm đó một lần nữa thì mình giết chết cái kỷ niệm đó luôn. Thậm chí có nhiều người quay lại với tình cũ còn thù hận nhau, và cái sự kỷ niệm sau một lần chúng ta đã cũ mà quay lại với nhau nữa thì nó chẳng đẹp đẽ như thế nào. Đấy là những cái điều mà cũng là một cái bài học khiến cho nhiều người yêu nhau không đến được với nhau, sáng mắt ra. Những gì mà không thuộc về mình, điều đó chứng tỏ rằng mình không có số được thụ hưởng. Những cái gì không thuộc về mình thì cái đó không phải là của mình. Nên không phải là của mình, mình đừng có kéo nó về phía mình. Vì không phải là của mình nên mình cố thì mình tạo ra cho mình những nghiệp chướng, những khổ đau mà thôi bạn nhé. Rất là cảm ơn bạn đã chọn tôi là người tư vấn trong tình huống của bạn. Với những chi tiết không thể thực hiện và không thể chia sẻ thì tôi đã làm thành một cái video như thế này để cảnh tỉnh những người thứ ba cũng như là những người đàn ông đang bốc đồng trong lửa dục, lửa ái. Quên đi ân nghĩa vợ chồng, quên đi cái chức năng bổn phận trách nhiệm của mình, chạy theo những tiếng gọi của tình yêu, gọi là lần đầu được sống thật, lần đầu được yêu thật. Nhưng sau một thời gian tỉnh mộng, hết say tình thì người đàn ông đó lại hối hận muốn quay trở về với vợ. Tuy nhiên vợ lại không chấp nhận và người thứ ba cũng bỏ luôn người đàn ông này. Một người đàn ông tham lam, hèn kém và có nhiều tật xấu, bệnh tật, lại không hiểu, không trân trọng người vợ của mình, cũng chẳng tin người thứ ba sẽ yêu thương mình thật thà, luôn sống trong cái sự gian dối của chính mình, luôn sống trong cái sự nghi hoặc, luôn sống với những cái thói hư tật xấu, thì người đàn ông đó cũng sẽ nhận những cái quả báo, những cái điều tồi tệ đến với mình là thôi. Những người phụ nữ cần phải sống một cách thực tế, sống một cách thông minh, nhìn ra những cái vấn đề của bản thân mình và cái đối tượng bạn tình nhân tình để mình thay đổi, chỉnh sửa những cái điều tốt đẹp để các bạn xứng đáng nhận được một cái sự đặc ân, đối xử tốt đẹp từ người đàn ông mà bạn cần, bạn yêu đúng cách và được hạnh phúc hơn bạn nhé. Rất là trân trọng mọi nhân duyên các bạn đã tìm đến. Xin chào.